thuật đặc biệt Xuân quê hương 2015 với chủ đề Tổ quốc vinh quang xin được phép lại tại đây. Một lần nữa xin cảm ơn sự hiện diện của quý lãnh đạo, quý đại biểu và sự quan tâm theo dõi của quý khán giả. Xin kính chào tạm biệt. Hello, Voice of TV. How are you? Được lời, xin chào, Voice of TV. Khỏe không? Xin ông Chủ tịch nước cho một lời chúc Tết tới khán thính giả của phố Voice of TV ạ. Thưa đồng bào ở nước ngoài, nhân dịp năm mới cho phép tôi thay mặt các vị đại diện Việt Nam chân thành chúc cho bà con ta ở nước ngoài một cái năm mới hết sức là an khang và thịnh vượng. Ông Chủ tịch nước hồi nãy có nói Việt Nam đã ký kết với những cái nước cũ thù của Việt Nam. Huống hồ, vậy thì những cái người mà cũng còn cái lòng như thế nào đó thì ông Chủ tịch có thể triển khai cái ý đó ạ. Thưa bà con, đối với bên ngoài, tức là quan hệ Việt Nam với các nước, chúng ta đã tuyên bố khép lại quá khứ hướng về tương lai. Chúng ta làm được suốt trong hơn 30 năm đổi mới vừa qua và từ đó nó đưa lại kết quả hết sức là tốt cho đất nước ta, như bà con cô bác khắp nơi trên thế giới đều chứng đều thấy rất rõ điều đó. Bây giờ này có thể nói rằng những cái nước mà vốn là cựu thù cũ bây giờ thì không nói cái cựu thù nữa rồi, mà nói là tình bằng hữu. Chúng ta và các bạn đó chia sẻ lợi ích với nhau trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, đôi bên cùng có lợi. Đó là bên ngoài, quan hệ bên ngoài. Huống gì chúng ta là con lạc cháu hồng là bên trong, chúng ta cũng phải khép lại những gì quá khứ, còn những cái ý kiến còn khác nhau, để mà thực hiện tốt cái đại đoàn kết dân tộc, tất cả vì một đất nước Việt Nam cường thịnh ở trong nước cũng như ngoài nước là một khối thống nhất ý chí và hành động. Xin chào cả con, vâng vâng, được chưa? Rồi chào ông lần nữa, chào ông Voice TV lần nữa nha. Xin phép bắt tay.